À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Hello everyone, nice to see you today. In this video, let's talk about lesson 3 of unit 12, a closer look 2. Xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của unit số 12. Ở bài học này, mình cùng nhau đến với A Closer Look 2 để chúng ta tìm hiểu hơn về ngữ pháp. Trước hết thì cô và các bạn hãy cùng nhau nhìn vào phần ghi nhớ của sách giáo khoa. Các bạn nhìn lướt qua cho cô thì các bạn có đoán được là chúng ta sẽ tìm hiểu về dạng ngữ pháp nào không? À, đó chính là lời nói gián tiếp đối với câu nghi vấn. Và cụ thể, trường hợp ngày hôm nay chúng ta học đó là câu nghi vấn có từ để hỏi. Chúng ta sẽ có một số những động từ để báo hiệu cho các bạn biết đó là câu nghi vấn. Ví dụ như là ask, wonder or want to know. Hỏi này, tự hỏi hoặc là muốn biết. Thì khi chúng ta thấy xuất hiện ba cái động từ reported này thì chúng ta biết rằng đây là câu gián tiếp. Và các bạn lưu ý cho cô đối với dạng câu hỏi gián tiếp thì chúng ta sẽ sử dụng cái thứ tự các từ trong câu tương tự như các câu kể, các câu khẳng định. Chúng ta cùng nhau quan sát ví dụ để hiểu thêm về phần lý thuyết này. She asked me, "What are you doing now?" Cô ấy đã hỏi tôi là bạn đang làm gì bây giờ? Đối với câu này thì chúng ta sẽ có động từ ask, chính là một trong ba động từ mà sách giáo khoa giới thiệu cho chúng ta. Vậy câu này mình sẽ giữ nguyên cái thứ tự của câu tường thuật, đó là what, từ để hỏi. Sau đó đến chủ ngữ I, và tiếp theo đó là to be và verb in, theo đúng cái quy tắc câu tường thuật khẳng định hoặc phủ định của thì quá khứ tiếp diễn trong câu này. She asked me what I was doing then. Và đối với lời nói gián tiếp của câu hỏi, câu nghi vấn, thì chúng ta cũng sẽ thay đổi những cái thành phần bắt buộc đó là gì? Đó là các đại từ, trong đó có đại từ nhân xưng hoặc đại từ sở hữu này. Chúng ta phải lùi thì của động từ và thay đổi các cái trạng từ. Ví dụ như trong ví dụ vừa rồi thì now chúng ta phải đổi thành then. Hiện tại tiếp diễn ta phải đổi thành quá khứ tiếp diễn. Chủ ngữ you chúng ta đổi thành I. Và bây giờ mình sẽ đến với công thức chung. Đây chính là phần công thức chung, đó là chủ ngữ cộng ask hoặc wonder hoặc want to know cộng từ để hỏi cộng với chủ ngữ cộng động từ. Ví dụ, number one, what time does the train leave? Mấy giờ thì con tàu rời đi? Câu này khi chúng ta chuyển sang lời nói gián tiếp thì mình có thể viết như sau. He asked me what time the train left. Cậu ấy hỏi tôi là mấy giờ thì con tàu rời đi? Ở câu này thì chúng ta giữ nguyên what time là từ để hỏi. Tiếp theo đến chủ ngữ là the train. Sau đó đến động từ lùi từ hiện tại đơn về quá khứ đơn thành left. Tương tự, number two, where did he go? Câu gián tiếp của chúng ta sẽ là she wanted to know where he had gone. Cô ấy muốn biết là cậu ấy đã đi đâu. Chúng ta giữ nguyên từ để hỏi where, sau đó đến chủ ngữ he. Và từ quá khứ đơn ta lùi về quá khứ hoàn thành, had gone. Number three, when could you get this done by? Cậu có thể hoàn thành cái này khi nào? He wondered when we could get it done by. Cậu ấy tự hỏi rằng chúng tôi có thể làm xong nó khi nào? Thì ở đây động từ của chúng ta đã là could sẵn rồi nên mình sẽ dùng could tiếp cho lời nói gián tiếp của mình ở bên dưới nhé. Bởi vì chúng ta không thể lùi thêm từ could về một cái gì đó nữa. Và cô hy vọng là phần lý thuyết mà cô cung cấp cho các bạn vừa rồi sẽ giúp các bạn hoàn thành những cái bài tập bên dưới tốt hơn.
And now we talk about task 1. Underline the correct word or phrase from each sentence. Gạch chân từ hoặc cụm từ đúng cho mỗi câu. 1. He phoned to ask his mother what she was doing now or then. Đối với câu gián tiếp, chúng ta phải lùi trạng từ now về then. Như vậy đáp án của mình là then. Anh ấy đã gọi điện để hỏi xem mẹ anh ấy đang làm gì. 2. Anne wondered what plants Vietnamese people grow or grill for food. Đây cũng là một câu gián tiếp, chúng ta có wonder. Và chúng ta sẽ dùng thì quá khứ đơn bởi vì mình phải lùi thì từ hiện tại sang quá khứ. Anne tự hỏi là người Việt Nam trồng cây gì làm thức ăn. Number 3. Peter phoned the shop to ask what specialties they are selling there or here. Câu này cũng là một câu gián tiếp. Chúng ta không dùng here mà mình phải dùng there. Peter gọi điện cho cửa hàng để hỏi cái mặt hàng có đang bán ở đó hay không. 4. The student asked his professor what forms of life can or could exist on Mars. Đây cũng là một câu lời nói gián tiếp vì chúng ta có động từ ask. Trong lời nói gián tiếp thì mình không dùng can mà mình phải lùi can về could. Học sinh hỏi giáo sư rằng hình thái sự sống nào có thể xuất hiện trên sao Hỏa. 5. He wanted to know how many planets there were or were there in our solar system. Đối với câu này thì chúng ta đã học vừa rồi. Cô giảng cho chúng ta đó là ở lời nói gián tiếp với câu nghi vấn thì thứ tự của các từ trong câu sẽ tương tự như câu tường thuật. Vậy thứ tự câu tường thuật sẽ là there were. Anh ấy muốn biết rằng có bao nhiêu hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Now, we talk about task 2. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau đến với bài số 2. Put the words and phrases in the correct order to make reported questions. Sắp xếp các từ và cụm từ vào đúng thứ tự để đặt những câu hỏi tường thuật. 1. How many moons? My little brother asked me. Had Venus. Đáp án của chúng ta đó là My little brother asked me how many moons Venus had. Em trai của tôi hỏi rằng có bao nhiêu mặt trăng mà sao Kim có. Ở câu này thì chúng ta cứ nhớ cho cô đối với dạng bài tập này thì mình có chủ ngữ này, cộng với một động từ tường thuật, sau đó đến từ để hỏi và mệnh đề đằng sau. Number 2. Which she planet the closet wanted to know was to the sun? Đáp án của câu số 2 là She wanted to know which planet was the closet to the sun. Cô ấy muốn biết hành tinh nào gần mặt trời nhất. 3. Ask the scientist, the journalist, what for were using telescopes in space, they. Câu này khá là dài đúng không nào? Nhưng thực ra cái cấu trúc của nó cũng tương tự như câu 1 và câu 2 thôi. Đáp án sẽ là The journalist asked the scientists what they were using telescopes in space for. Nhà báo hỏi các nhà khoa học họ dùng kính viễn vọng để làm gì trong vũ trụ. 4. Wanted to know when the scientists travel to Mars would be able to humans. Đáp án của chúng ta là The scientists wanted to know when humans would be able to travel on Mars. Nhà khoa học muốn biết khi nào con người có thể du hành lên sao Hỏa. 5. He what
were, asked the professor, to have life for a planet, the conditions on it. Đáp án cho câu số 5 là He asked the professor what the conditions for a planet to have life on it were. Anh ấy hỏi giáo sư điều kiện để một hành tinh có sự sống là gì. Và vừa rồi là nội dung của bài số 2. Tiếp theo chúng ta đến với một bài tập nâng cao hơn một chút, sẽ là bài số 3 nhé. Change the following questions into reported questions. Thay đổi các câu hỏi sau đây thành câu gián tiếp. 1. Who will be the first to step on Mars? Mary asked the scientist. Ai sẽ là người đầu tiên bước chân lên sao Hỏa? Mary hỏi người hỏi nhà khoa học. Câu số 1 chúng ta phải xác định cho cô thứ nhất đó là từ để hỏi. Who? Tiếp theo đó là cái động từ will be. Ở đây chúng ta không có chủ ngữ bởi vì sao? Bởi vì câu hỏi đang hỏi về who. Vậy chúng ta sẽ có who này. Chúng ta sẽ có would be, đúng không nào? Đáp án sẽ là Mary asked the scientist who would be the first to step on Mars. Mary hỏi nhà khoa học rằng ai sẽ là người đầu tiên bước chân lên sao Hỏa? 2. How fast can a UFO travel? I ask my father. Câu này thì từ để hỏi của chúng ta là How fast? Chủ ngữ a UFO và động từ can chúng ta phải lùi về could. I ask my father how fast a UFO could travel. Tôi hỏi bố tôi rằng UFO có thể đi nhanh tới mức nào. 3. The student asked his friend, how many craters does the moon have? À, câu này thì từ để hỏi là how many, chủ ngữ, the moon, và động từ does have chính là thì hiện tại đơn, chúng ta cần lùi về quá khứ đơn. The student asked his friend how many craters does the moon have? Học sinh hỏi giáo viên nơi nào có thể tìm thấy. Sorry, học sinh hỏi bạn của cậu ấy có bao nhiêu hố ở trên mặt trăng. 4. The pupils ask the teacher, where can we find information about the solar system? Từ để hỏi của chúng ta là where, chủ ngữ we, động từ can. Chúng ta cần phải thay đổi cái động từ can thành could. The pupils ask the teacher where they could find information about the solar system. Học sinh hỏi giáo viên họ có thể tìm thấy thông tin về hệ mặt trời ở đâu. 5. What is the weather on Mars like? I ask my teacher. Chủ ngữ trong câu này là the weather. Từ để hỏi what? Động từ is. Câu này đang ở thì hiện tại đơn, chúng ta chuyển nó thành quá khứ đơn. I asked my teacher what the weather on Mars was like. Tôi đã hỏi giáo viên của tôi rằng thời tiết ở trên sao Hỏa như thế nào. And now, let's move to task 4. Report the conversation between Anne and Mai. Hãy tường thuật lại cuộc nói chuyện giữa Anne và Mai. Trước hết, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của cuộc trò chuyện này. What are you reading, Mai? I'm reading Aliens, and I'm almost done. What kind of book is it? It's science fiction.
What's it about? It's about three aliens who try to take over Earth. Bạn đang đọc gì vậy Mai? Mình đang đọc Những người ngoài hành tinh và mình gần như là đã sắp đọc xong rồi. Thể loại của cuốn sách là gì? Đó là khoa học viễn tưởng. Nó nói về điều gì vậy? Nó nói về ba người ngoài hành tinh đang cố để nắm quyền kiểm soát trái đất. Và bây giờ cô sẽ có một cái gợi ý nho nhỏ cho các bạn đối với bài tập số 4 này. Anne asked Mai what she was reading. Mai told Anne that she was reading Aliens and she was almost done. Next, Anne asked Mai what kind of book it was. Mai said to Anne that it was science fiction. And Anne asked Mai what it was about. Mai told Anne that it was about three aliens who tried to take over Earth. Chúng ta cùng nhau dịch cái phần mà cô vừa gợi ý cho các bạn này. Anne hỏi Mai rằng bạn ấy đang làm gì? Mai nói với Anne rằng cô ấy đang đọc cuốn sách Aliens và cô ấy đã gần xong. Tiếp theo, Anne đã hỏi Mai về thể loại sách. Mai nói với Anne rằng đó là khoa học viễn tưởng. Và Anne đã hỏi Mai nó nói về điều gì? Mai nói với Anne rằng nó nói về ba người ngoài hành tinh, người mà đang cố gắng nắm quyền kiểm soát trái đất. Đó là nội dung của bài tập số 4. Tiếp theo chúng ta đến với hoạt động số 5. Work in pairs, ask your partner 5 questions about his or her daily routine and make notes of his or her answers. Then report your answers and the questions to the class. Làm việc theo cặp, hỏi bạn của bạn 5 câu hỏi về thói quen hàng ngày của anh ấy hoặc cô ấy và ghi chú câu trả lời của anh ấy, cô ấy. Sau đó báo cáo câu hỏi của bạn và câu trả lời của bạn với cả lớp. Thì ở đây cô sẽ có một cái gợi ý nhỏ cho các bạn và tương tự các bạn sẽ làm cho cô nốt những cái câu hỏi và câu trả lời còn lại. I asked Nam what time he got up in the morning and he told me that he got up at 6 o'clock. Tôi đã hỏi Nam là cậu ấy thức dậy lúc mấy giờ vào buổi sáng và cậu ấy nói rằng cậu ấy thức dậy lúc 6 giờ. Tương tự thì các bạn cũng có thể hỏi những câu hỏi đơn giản khác về những hoạt động hàng ngày, chẳng hạn như là gì? Go to school, go back home, or do homework. So on, ok? Hoạt động này các bạn sẽ thực hành ở trên lớp cùng với những người bạn của mình nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.